Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với những thông tin trước tiên về thời tiết các nơi trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hội tụ gió trên cao hoạt động yếu. Thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng vào ban ngày, gần sáng và sáng có lúc có mưa rào và rông vài nơi. Trong cơn rông, cần đề phòng có gió giật mạnh và xét. Dự báo nền nhiệt độ đêm nay và ngày mai cụ thể như sau. Ở các địa phương miền Đông, miền Tây và khu vực thành phố Hạ Long, về đêm và sáng sớm, mức nhiệt độ khoảng từ 27-28 độ và ban ngày nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Vùng biển ngoài khơi và huyện đảo Cô Tô, phổ biến mây thay đổi, đêm không mưa, ngay trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km. Mức nhiệt ở đây giao động trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Vừa rồi là thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đêm nay và ngày mai. Có bây giờ chuyển sang phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trong đêm nay và ngày mai, mưa rông xảy ra nhiều nơi tại các tỉnh thành thuộc Bắc Bộ với thời điểm mưa tập trung chủ yếu trong khoảng chiều tối và đêm nay và lặp lại vào chiều tối và đêm mai. Cục bộ có nơi xuất hiện lượng mưa vừa đến mưa to và rông. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Do trời nhiều mây hơn nên là nhiệt độ trên khu vực có xu hướng giảm. Ngày mai nắng nóng thu hẹp và giảm cường độ với nhiệt độ trưa chiều phổ biến giao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Với các tỉnh miền Trung, Dự báo tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào cục bộ về chiều. Trong ngày thời tiết oi nóng với nhiệt độ trưa chiều từ 34 cho đến 36 độ. Còn lại các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Thuận, thời tiết oi nóng với nhiệt độ giao động trong khoảng từ 33 cho đến 36 độ. Về chiều muộn, mưa rồng nhiệt khả năng xuất hiện dọc các tỉnh vùng núi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và giải rác ven biển từ Khánh Hòa đến Bình Thuận. Dự báo từ ngày 14 tháng 7, nắng nóng suy giảm cùng một đợt mưa khả năng xuất hiện tại khu vực miền Trung. Với các tỉnh thuộc Tây Nguyên và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên toàn vùng có mưa rông nhiều nơi, cần đề phòng, lốc, xét và gió giật mạnh trong cơn rông, nên nhiệt độ biến đổi không nhiều về đêm và sáng. Thời tiết mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất dao động trong khoảng từ 24 cho đến 26 độ. Ban ngày trời còn nắng yếu với nhiệt độ cao nhất tại vùng cao nguyên chỉ lên đến từ 29 cho đến 31 độ, trong khi đó ở khu vực Nam Bộ là từ 31 một cho đến 33 độ. Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa biển Đông, khu vực Nam biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 cấp 9, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 m biển động. Ngoài ra trên khu vực giữa biển Đông có khả năng hình thành các nhiễu động nhiệt đới, cây thời tiết xấu. Do vậy tình hình gió mạnh và sóng lớn trên biển còn kéo dài trong những ngày tới. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2 toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy gió mạnh và sóng lớn